Chiều ngày 15 tháng 3, câu lạc bộ Sài Gòn đối đầu với SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân ở vòng 2 V-League 2020. Đội bóng của tân huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã gây bất ngờ khi đánh bại đội chủ nhà với tỷ số đậm 4-1. Trong đó, bàn thắng thứ nhất của Sài Gòn được ghi bởi Pedro Paulo ở giây thứ 14 sau khi trọng tài thổi hồi còi bắt đầu trận đấu. Các bàn thắng tiếp theo được ghi do công của Huỳnh Tấn Tài ở phút 32, Pedro phút 75 và Nguyễn Vũ Tính ở phút 80. Ismail Akinade đã kịp ghi bàn thắng danh dự cho đội chủ nhà Đà Nẵng ở phút 89. Tôi nghĩ là hôm nay chúng tôi gặp may mắn, tại vì cái bàn thắng đầu tiên á của Pedro tôi cho rằng đó là cái bàn thắng may mắn. Thì sau cái bàn thắng đó thì cho cầu thủ cái động lực và cho cầu thủ cái niềm tin. Một cái lý do thứ hai á, tôi nghĩ rằng là cái sự nỗ lực của cầu thủ. Ngay bản thân tôi á, mà nếu mà so sánh cái trận đấu đầu tiên với Sông Lam á, thì tôi cũng ngạc nhiên về cái phong độ cầu thủ, ngạc nhiên về cái nỗ lực, ngạc nhiên về cái tinh thần. Phải nói rằng là 90 phút thì các em tập trung tối đa. Ông Vũ Tiến Thành chỉ vừa tiếp quản câu lạc bộ Sài Gòn được một trận đấu sau khi huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc bất ngờ từ chức sau vòng 1 V-League. Tuy nhiên, câu lạc bộ Sài Gòn đã cho thấy tín hiệu tích cực khi có chiến thắng đậm trước đội bóng của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Bởi việc khó tìm những ứng cử viên mới cho vị trí huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ, nhiều khả năng chủ tịch Vũ Tiến Thành sẽ tiếp tục dẫn dắt câu lạc bộ Sài Gòn trong một thời gian dài nữa. Tôi không có nghĩ là tôi trở lại huấn luyện viên, nhưng mà trong cái bối cảnh mà tìm không ra người rồi phải dẫn dắt đội bóng thì đội bóng của mình thì mình cũng phải cố gắng. Trong hội đồng quản trị, các anh nhà đầu tư thì có bàn với tôi là thôi tạm thời để mà tham gia vào để dẫn dắt các em. Còn cái việc mà nghỉ sắp tới tìm huấn luyện viên hay là như thế nào á thì còn chúng tôi cũng phải ngồi lại định hướng thôi, cái định hướng như thế nào. Tại vì thật ra mà nói là bây giờ tìm một cái huấn luyện viên cũng rất là khó, nhất là trong cái bối cảnh mà cái dịch COVID-19 này nó cũng nó làm cho mọi người không còn động lực. Chưa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.